Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Thì hôm nay ở clip bán hàng ngày hôm nay thì Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa dendrochop. Dendrochop vừa đẹp mà vừa thơm nữa. Đó là bensoda nha các cô chú anh chị. Bensoda chop. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Và đây là cái hình cây thực tế nè các cô chú anh chị. Một cái cọng bên soda chớp này nó khoảng 10 đến 12 cm. Ba mầm gốc đang lên nha các cô chú anh chị. Ba mầm gốc đang lên cho cái cọng bensoda chớp này. Mã số 1 1200k. Bensoda chớp 1200k. Ba mầm gốc. Và tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 của bensoda chớp. Mã số 2 của bensoda chớp. Chỗ này hai mầm gốc các cô chú anh chị. Hai mầm gốc đã lên. Bensoda chớp mã số 2. Cái cọng này thì cái lá chỗ này nó hơi bị gập. Nhưng mà nó không sao. Dạ, tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 của Bensoda chớp, mã số 3 của Bensoda chớp. Cây này đang lên hai mầm gốc các cô chú anh chị, hai mầm gốc. Bên đây một mầm nè. Bên đây một mầm. Đó là hai mầm. Đó, Bensoda chớp. Bensoda chớp 1200k, bán đồng giá hết nha các cô chú anh chị. Em chỉ có 3 giò thôi. Thì các cô chú anh chị nào mình sưu tầm thì cứ gọi điện cho em, số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Những cái kỳ này mới giới thiệu các cô chú anh chị thì rễ đã bám chậu rồi nha các cô chú anh chị. Cây này là đã ấm chậu, rễ ấm chậu hết rồi.